Xin chào mọi người nhé. Mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái máy chuẩn đoán là Moto 100 Pro để giả lập tín hiệu công tơ mét ở cái đồng hồ mình đang sửa. Đấy, ở đây là cái đồng hồ mình đang sửa cái mạch công tơ mét. Khi mà sửa xong thì chúng ta kiểm tra là công tơ mét đã hoạt động hay chưa mà không cần phải lắp lên xe chạy thử. Áp dụng trong cái trường hợp mà người ta gửi đồng hồ xuống cho mình sửa. Và nhiều trường hợp nó hư hỏng hệ thống công tơ mét thì chúng ta để loại trừ tại đồng hồ hay tại đường dây hay tại cảm biến thì chúng ta cũng giả lập như thế này để loại trừ khu vực. Đầu tiên là sử dụng cáp tổng nhá. Cáp tổng thì lúc nào cũng đi theo máy rồi. Và chúng ta sử dụng thêm cáp giả lập thì nó là cái cáp như thế này. Đấy, nó ghi chữ là Simulator Line 6-034. Đó, hai cáp thì chúng ta cắm vào với nhau. Và sử dụng tiếp một cái cáp 3 chân màu trắng như thế này để chúng ta cấp nguồn nuôi đồng hồ. Đó. Thì chúng ta cắm nguồn vào chân cắm đồng hồ thì chúng ta sẽ mở app Vinamoto. App Vinamoto thì được tặng. Ai mua máy thì đều được tặng trong vòng 1 năm thì chúng ta mở app Vinamoto ra để chúng ta cắm theo cái sơ đồ. Tiếp theo sử dụng cái kẹp ắc quy để cấp điện ắc quy vào. Chúng ta sẽ không cấp ở trên đỉnh đầu của máy mà chúng ta sẽ cấp nguồn ngay tại cái rắc giả lập này. Đó. Vì chúng ta cấp nguồn vào đây thì vừa là nuôi đồng hồ vừa là nuôi máy đọc lỗi luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ giả lập bằng cách là chúng ta vào mục giả lập ở trên máy. Đây, chúng ta vào mục giả lập. Chúng ta ấn Enter. Ok. Rồi, chúng ta kéo xuống bên dưới là tín hiệu VS. Ấn Ok. Đó, và chúng ta thấy kim công tơ mét đã hoạt động rồi, đúng không? Đó, chúng ta thấy kim công tơ mét đã hoạt động rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ điều khiển giả lập này. Mình tăng cái hẹc của nó lên. Rồi, nó báo kịch rồi. Và mình giảm cái hẹc của nó xuống. Đó. Chúng ta thấy là công tơ mét hoạt động bình thường đúng không? Đó. Trở về này. Rồi, chúng ta ấn OK để tiếp tục giả lập. Đó, chúng ta thấy chưa? Như vậy là cái máy chẩn đoán này không chỉ đọc lỗi, xóa lỗi, nâng cấp là phần mềm. Đấy, nó còn kết nối cái hệ thống đồng hồ để giả lập tín hiệu công tơ mét, giúp cho việc sửa chữa, loại trừ ban bệnh nó dễ dàng hơn. Rồi, cái máy đọc lỗi Moto 100 Pro có giá là 12 triệu, bảo hành 1 năm. Hỗ trợ kỹ thuật và tặng app Vinamoto để tra cứu tài liệu, mã lỗi, màu dây, tra cứu chân IC nhé. Nhất là tra cứu mạch điện thì cực kỳ là dễ, tra cứu sơ đồ mạch điện bóc tách tuyệt vời luôn. Anh em nào chưa có app Vinamoto thì mua 300.000 một năm thôi. Còn anh em nào mà mua máy đọc lỗi thì sẽ tặng trong vòng 1 năm miễn phí sử dụng nhé.